Ăn gà có trứng này. Ăn gà có trứng này là sản xuất ở bên 1950 nhá, bọc vàng nhá. Cầu giữa này, ăn gà 1 trên 10 12k. Càng phải ăn gà 1 trên 10 12k gà ép này, rất là mới và đẹp nhá. Kính nguyên di toàn bộ đấy. Frame Made in England này, hay là càng trái nhá. Tổng thể kính mới đến 94 95% luôn.